Xin kính chào anh chị khách hàng. Hiện tại Giang đang có mặt tại dự án The Standard được phát triển bởi chủ đầu tư An Gia và tập đoàn Redup của Nhật Bản. Và đơn vị xây dựng của dự án của chúng ta là tập đoàn Recom anh chị khách hàng nhé. Thì như anh chị thấy trước mặt của anh chị hay sau lưng của Giang nè, đây là cái club house được chủ đầu tư An Gia đầu tư đến 5 triệu đô để mà phục vụ cho cư dân tương lai khi sở hữu những cái căn biệt thự nhà phố liền kề tại dự án The Standard. Chưa hết, trong cái khu club house này có rất là nhiều tiện ích vô cùng là xịn sò luôn anh chị khách hàng ạ. Đó là những tiện ích giống như là ở trên đó bên tay phải của Giang này là phòng gym nè, kế bên là phòng yoga, rồi nó có một cái khoảng, có một cái không gian thư viện. Tại sao cái club house này chủ đầu tư họ đặt một cái thư viện trong đây? Cái thư viện á, là thể hiện cho sự tri thức, chủ đầu tư hướng đến những cư dân tri thức trẻ và những tri thức có những cái tiềm năng rất là lớn khi mà họ sở hữu những căn nhà phố trong này để mà cho con cái họ có một cái nơi sinh hoạt rất là gọi là tiềm năng phát triển cao. Rồi ngoài những cái tiện ích đó thì ở dưới tầng trệt của cái club house thì có những cái game center ha, thì có những cái phòng game cho trẻ em, rồi phòng game bi lắc, rồi bóng bàn các thứ luôn. Rồi bên cạnh đó nó có một cái quầy cà phê buổi sáng. Thì anh chị khách hàng khi mà sở hữu một căn nhà phố trong này, anh chị khách hàng không phải di chuyển ở phía bên ngoài nữa, hoặc là sau này anh chị có khách hàng, có hẹn khách đi cà phê, mình không cần hẹn ra bên ngoài nữa mà hẹn ngay chính cái khu biệt lập của chúng ta luôn, là anh chị mời khách đến và họ đến đây họ thấy được cái không gian sinh hoạt của anh chị rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Mỗi buổi sáng mình sẽ đỡ tốn rất là nhiều thời gian để mình di chuyển ở bên ngoài. Rồi những cái ngày chủ nhật anh chị cũng không phải đi xem chiếu phim bên ngoài nữa, mà chúng ta sẽ có một rạp chiếu phim ở ngoài trời. Thì đây là cái không gian của rạp chiếu phim ngoài trời nè, kế bên cái hồ bơi luôn. Thì anh chị thấy đó là bên chủ đầu tư họ đang lắp một cái mái che, là để mà khu vực để mình làm rạp chiếu phim ngoài trời mỗi buổi chiều buổi tối. Tuyệt vời đúng không ạ? Mình sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời. Và không gian của mình đang đứng đây là khu vực tiệc đứng BBQ anh chị khách hàng nhé. Thì anh chị khách hàng muốn đãi những cái tiệc nhỏ tiệc lớn gì đó mình cũng không phải di chuyển bên ngoài luôn, mình chỉ cần thuê những cái đơn vị họ chuyên về nấu nướng là họ sẽ tổ chức tiệc cho mình tại đây luôn, rất là tuyệt vời. Và ở đây có một cái sân bóng gỗ nè chị khách hàng, đây là khu vực sân bóng gỗ luôn ha. Rồi kế bên khu vực sân bóng gỗ này anh chị thấy theo cái tay của Giang là kế bên đó là một cái trường mầm non. Thì hiện nay chủ đầu tư An Gia đang ký kết với một cái đơn vị chuyên đào tạo giáo dục là mầm non là Victopia. Thì đó là một cái đơn vị rất là uy tín và nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, và họ mời về cho những dự án sắp tới của chủ đầu tư An Gia luôn. Đang để ý những cái dự án mà An Gia họ phát triển về sau á, là họ càng nâng cấp những cái tiện ích luôn. Ngoài cái sân chơi trong nhà còn có sân chơi ngoài trời, nãy anh chị cũng thấy rồi đúng không ạ? Đây là sân chơi cho trẻ em ngoài trời dành cho những cái bé gọi là hiếu động, thì các bé có thể chơi chạy nhảy thoải mái luôn. Rồi khi mà có bé chơi xong á thì các bé có thể là di chuyển vào cái khu vực này là khu vực hồ bơi cho các bé nè anh chị khách hàng, cực kỳ là mát luôn ha. Đó thì các bé có thể là bơi tắm ở đây luôn ha. Nước mình là nước ở đây là dùng nước muối khoáng nha, nước hồ bơi muối khoáng không phải là nước xử lý qua clo, tại vì clo nhiều khi nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì chủ đầu tư An Gia sẽ dùng cái muối khoáng để mà mình làm cái nước trong cái hồ bơi của chúng ta luôn, cực kỳ là xịn sò luôn. Nói chung là mỗi lần mà Giang di chuyển đến cái dự án The Standard này á, Giang có một cảm xúc cực kỳ là lớn luôn anh chị khách hàng. Thứ nhất là về chủ đầu tư, giống như anh chị khách hàng mua những dự án khác á, là những tiện ích này chỉ ở trên giấy thôi, nhưng mà đến đây là tiện ích là hiện hữu cho anh chị thấy được, sờ được và mình trải nghiệm thực tế được, đúng không ạ? Bên cạnh đó dự án của chúng ta tiến độ xây dựng cực kỳ là nhanh luôn chị khách hàng nhìn ha. Thì ở đây là chủ đầu tư đã hoàn thiện rồi, những cái dãy bên đây là hoàn thiện rồi, cái dãy bên này cũng đã hoàn thiện rồi, còn cái dãy bên này là đang xây dựng nè, công trình cũng cực kỳ là nhanh. Lúc mà dự án triển khai những ngày cuối năm 2020 á, thì đó là những bãi đất trống thôi, nhưng bây giờ là anh chị thấy không, đã hiện hữu hết trơn rồi, đã lên tầng hết, nó gọi là sắp xong tầng 3 luôn, rất là nhanh đúng không ạ? Cái điều đặc biệt mà Giang muốn chia sẻ anh chị nè, khi mà anh chị tham quan dự án của The Standard thì chủ đầu tư anh chị cho anh chị một cái phiếu bốc thăm. Tuy nó không phải là những cái gì to tát nhưng mà nó cũng khá là giá trị anh chị cái thằng nhé. Thì anh chị bốc thăm chúng một chiếc xe hơi thương hiệu đến từ Hyundai ha.
khá là, nói chung là chiếc đó cũng độ chừng khoảng 1 tỷ đồng đó, khoảng hơn 1 tỷ đó. Biết đâu anh chị đến tham quan, anh chị may mắn anh chị bốc được cái giải gọi là chiếc xe hơi Hyundai này sao, đúng ạ. Rồi bây giờ mình có thể trải nghiệm xung quanh về tiện ích ha. Thì ngoài cái những cái tiện ích này thì chủ đầu tư An Gia thiết kế từ trên mà anh chị nhìn xuống á, là nó sẽ có một cái đường gọi là cái đường công viên dạo bộ cực kỳ là đẹp luôn. Thì thiết kế theo dạng những cái hồ sen. Hồ sen này thì được chăm chút bởi đơn vị quản lý vận hành của chủ đầu tư An Gia. Và Giang chia sẻ nhỏ cho anh chị là sau này khi mà anh chị nhận nhà tại dự án The Standard này á, thì anh chị sẽ được đơn vị quản lý vận hành của Hosier của Nhật Bản. Thì Hosier là một trong những đơn vị quản lý vận hành nói chung là nổi tiếng, khá là nổi tiếng tại Nhật Bản luôn. Và hiện nay tại Việt Nam thì có một cái dự án được Hosier quản lý vận hành, đó là dự án River Panorama, cũng là dự án của chủ đầu tư An Gia, đã bàn giao nhà rồi và đã vận hành được 1 năm. Và tất cả những cư dân trong River Panorama rất là hài lòng với cái cách vận hành của Hosier. Hosier là được mời về nha mọi người, được chủ tư An Gia mời về và họ đồng ý, thì những dự án tương lai của An Gia chắc chắn sẽ được quản lý vận hành của Hosier. Rồi hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án The Standard để mình trải nghiệm thực tế, mình xem tiến độ xây dựng như thế nào, công trình chất lượng xây dựng ra sao và thiết kế nội thất như thế nào. Và bây giờ Giang sẽ di chuyển vào 2 căn mẫu của dự án The Standard để cho anh chị xem qua những cái thiết kế rất là thông minh tại dự án The Standard. Rồi mình xem xong video này mình nét tới một cái video tiếp theo để mình xem dự án, những căn hộ mẫu của dự án The Standard thì khách hàng nhé.